Vậy cô Lô Dung Vlog xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hello cả nhà. Lời nói đầu tiên thì cho phép bốn anh em gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người nha. Bữa nay thì như cô chú anh chị mình cũng đã biết rồi, cái video hai ngày trước anh em mình có đăng tải là chỉ chia sẻ với cả nhà là sẽ đi mua đồ nghề nha cả nhà. Bữa nay bốn anh em rất sớm để chạy xuống thành phố Bạc Liêu để đi mua đồ nghề ở dưới cô chú anh chị ơi. Thì lưới cái sủ của mình nó hư muốn hết rồi. Thì anh em mình đi mua đồ nghề là đi xuống dưới mua lưới cái sủ của cả nhà, để về mình làm lưới mới lại để mình đánh để làm những cái video để cô chú anh chị xem giải trí. Giờ nói chung cũng tranh thủ của chú anh chị dành sẽ quay cái hành trình anh em mình về Bạc Liêu mua lưới cho cả nhà xem. Vậy bắt đầu anh em mình xuất phát nha cả nhà. Bữa nay đi ba xe để mình chở đồ về cô chú anh chị ơi. Thẳng đi xuống dưới đó mình coi cái lưới cái chẽm cái dược rồi đó. Nếu mà được thì anh em mình mua luôn nha cả nhà. Năm nay thì dự kiến cô Lữ Dung Vlog và Dương Quốc Bình sẽ đầu tư cho mùa nước nổi cũng khá là nhiều nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình chờ xem anh em mình xuống dưới đó sẽ mua được những gì và kinh phí là bao nhiêu nha cả nhà. Anh sẽ công khai kinh phí cho cả nhà xem luôn nha. Dạ bắt đầu đi ha. Thì anh em mình xuống tới Bạc Liêu rồi nha cả nhà. Nhiều anh em hỏi mình mua lưới ở đâu, địa chỉ thì nói chung là lâu quá anh không đi cũng không nhớ nữa. Nay cái mình đi xuống đây mình quay cái bảng hiệu sơ cho anh em xem nha, không quay được lâu, anh em cứ chụp màn hình lại rồi có gì liên lạc với bên đây mua bán nha anh em. Mình không có quảng cáo gì đây hết nha, chỉ chỗ cho mọi người mua lưới ở đây bán nhiều loại lắm, muốn mua gì mình đặt nha. Đây mọi người chụp màn hình lại có số điện thoại để liên lạc nha. Trời ơi. Cái này bán 12 cửa ngục rồi đủ nuôi chuột gì đủ hết, này có lòng cua nữa nè, gì cũng có. Là rồi về đường đăng mình mua ở đây này gì ta, ai mua cây này vậy?
Phải nó không? Nó hả? Cục này mấy ký? 5 ký. Dạ hả? Quá trời lưỡi. Vậy mình không? Ủa lưới mới không mình? Đi kiếm cái kia, kiếm kia bồi. Đây, họ hỏi anh đó, đi kiếm cái kia. Đây là cá mè, cá dảnh. Đó, anh em có mua anh em tự liên lạc nha. Lưới lớn cá mày không có thấy cục lưới cá chẽm này con. Cái này lưới gì chú? Cái này bắt cái gì? Lưới cản khu ở ngoài mà biển nó đánh á. À. Lưới cản này nó đánh cá thu, cá thu ống rồi đó. À. Cái này 8 mét rồi. Trả tiền rồi. Rồi. Con chỉ này nhỏ mà kìa. Cái này lưới máy với chú. Cái đó cước 140. Lưới 420 cả. Lưới này bắt được con cá nhiêu ký? Cá chẽm. Cá nhiêu ký? Cá gọc. Cái cá gọc. Lỗ nhỏ mà. Lỗ lớn nữa. Lỗ tắt máy. Lớn đâu chút. Cái loại chỉ bự nữa. Loại lưới 10 á. À, rồi. Ở trước à. Mình lưới này cũng được. Để tôi bị chỉnh rồi. Là lỗ nhỏ. Lỗ này ăn tắt quá. Lỗ này nhờ cỡ tắt. Nhỏ hơn cái lỗ rồi đó. Nhỏ hơn lỗ cái lưới cá sấu à. Bỏ nữa mình lên. Lấy gì em? Tham khảo thêm. Mai cho em. Chờ rồi. Chờ đó. Anh lấy con nước 10, muốn em nó coi thử anh. Nước 10 á. Đây miếng dây trắng hả? Thì anh lấy mấy cái dây chú ơi. Chú lấy dây này con. À. Một con gà loại tốt ha. Đúng rồi, lấy chú lấy loại loại 9 mấy ngàn phải không? Ờ, 9 mấy ngàn. Ừ, 6 cuộn. Dây giống 15, 3 ký. 4 ký nha, có cái gạch cái số á. Cái đó... Dây giống là xài màu này. Dạ. À, đúng rồi. Ờ, cái đó 150. Chỗ này chỗ quen thuộc. Miếng cá chẽm này tức tư à? Cần thư kìa. Cần thư. Cái ký. 3 thước không mày? 3 ký. 3 ký mà cái này chắc... Ủa cái này dạo mấy vậy chú? Ta luyện đi. Dạo mấy? Cái này hả? Dạo... Chỉ này lớn nhất rồi hả? Đây nè. 30. 30 mặt hả? Dạ này tắt 8 quá. 2 tấc 2 tấc 30 mặt là 6 mét. Chỉ này em thấy hơi nhỏ anh chậm. Đúng không? Chỉ 7 không ạ? Chỉ nữa. 140. 1 tấc 8 130 140 ngàn chỉ. 30 mét. Ờ cái này 30 mét hả? Đúng rồi, nó cũng 30 mét, cũng 30. Cước 140 à? Cái này bự hơn hả? Thước 1. Thước 1. Cái này là bự nhất của tiệm chú hả?
cái này là cá gọc, cái này dừa, cái này dừa chứ bắt con mười mấy 20 kg dính không? Dính, nhưng cá gọc mà cá bự á. Mày qua bển mày lấy chơi qua nhà kế bên nè. Lấy dây bộ một nhỏ không? Nhỏ à? Cúng dừa chứ nó nhỏ không? Mừ thì nó cộm, mừ bự. Này dây 7 hả? Này có 7, 8. Nhưng mà nó... Này, này 30 mét anh cần thử nhiều ký à? Nha, con này hả? Chục ký quá. Có đâu, 6 ký rưỡi hả? Đợi đợi con xíu, xíu gọi cho ông anh cái này. Gọi cho anh Tấn đó nha. Này là 1 tấc 8. Đang mua nè. Nếu mà 6 ký. Có 5 ký. Bến cầu 150 gì? Cái 6 cuộn gì? Có dài gì con? Có dài mấy? 5 ký 9. Cuộn này nhiêu? Cuộn này 6 ký mấy. Vậy là chỉ này bự hơn chứ hả? Ừ, chỉ này bự hơn. Cái này bự hơn chứ. Cộng bự hơn. Nó thua ba cái lỗ vậy không trời. Cái này về có căng mà không là căng chứ. Cái dạ. Này có chị kéo là nó xuống. Cái phao này phao bự không chú, hay xài phao gì ta, xoay gì cho nó nổi? Con lớn á. Phao bự á. Phao tự. Chỉ vậy là cái phao không có tay. Thường thường nhân lấy cái chẽm ra nó có cái sạc phao. Dạ. Rất dài phao. Thì về về cái này con thả mà. Thả. Ừ. Nó lại phao mũ bự á. Phao này hả? Phao chạy ừ đúng rồi đó. Phao kia kìa, nhỏ hơn chút xíu. Ôi trời, có phao bự hơn cùng tay nữa. Không nha mày. Phao cái này à. Ừ, nó phao cái này cũng được. Nè, 150 nè. Không có bự không? Còn cái bự hơn cái này, cái gì vừa á. Cái này thì nó quá to, cái này nó đi dữ lắm. Tính ra mình nít cái này ngon lắm nè. Nó nổi nó nước mà, chứ đâu có lặn đâu, đâu có thả ngầm. Đủ rồi chưa? Cái này thì nó quá nhỏ. Đây có nhiều phao hả chú? Có nhiều cỡ đây hả chú? Nó lưới đó nặng tại nó bự, tại sao lớn. Cái tầm bên kia thả cái phao cũng chào bá nghĩa bộ. Cái phao này thì mình đứt hương chút. Chờ 15 đứa nhỏ lắm em ơi. Nó có xài chì không? Chì chứ, trời trời cái này phải chì chứ. Cái giống là phải phải cái dây cái này. Nè. Nè, cái này mới được. Nè, cái này. Rồi thấy rồi, đủ rồi. Cái này mới được. Rồi. Rồi. Bốn cái thước này, cái phao này mình lấy là nó khoảng 1 cái. Rưỡi cái. Rưỡi này thước. Rưỡi này thước. Có bán chì, cái chẽm đó là nếu mà được có bán chì không chú? Gì nào? Rồi chốt sổ lại mình sẽ mua cái lưới cá chẽm này. Lưới cá vượt cũng như lưới cá chẽm. Lưới cá vượt. Lưới này lỗ 1 tấc 6 nha cô chú anh chị. Cái ký mấy dính nè, ký mấy hay ký dính nè.
bắt tới mười mấy 20 ký đó. Rồi đứa này thì mình chưa có va chạm thì từ từ về tính sau. Lỗ 1 tấc 6, cước 140. Ý lộn. Dạ. 3 cục này. Mua thử nghiệm 90 mét. Một cục như vậy là 30 mét nè cả nhà. Ký 40 cái hả? Vậy lấy con 3 ký đi. Tôi lấy 7 ký nó nặng nó khỏi đi luôn. Tại chỗ này nó ở chỗ luôn à. Cái đó 6 ký. 7 ký. Bảy cái gì sao? Bảy cái chè nắng to mà. Tính xíu à. Tính cho kỹ nha anh Trầm ơi. Không sao đâu, về nó quá làm lấy gì kia thế chứ. Trời ơi trời. Nè lấy cái gì có lớn. Không mà chị này phải thì 7 ký 100 cục rồi. 100 cục rồi nó đều cái lứ mình mới được, quá nó nặng quá nó không đi. Phải không? 100 cục hả? 100 cục cái này 90 thước thước cục hả? Có thì nó lớn nó đau thẳng hay nó phải dùng gì nè. Trời ơi chị này nặng không ơi. Dạ con rồi 38 ký. Cục chì này gấp đôi cục chì mấy cục chì kia. Hiểu không? Rồi về nhà đi, nhờ cô chú anh chị tư vấn đi làm. Chứ đó giờ đâu có còn cục này còn dữ hơn nữa. Xài phao nào? Phao này. Phao này 3 ký. 3 ký 120 cái. Được rồi. Phao này 3 ký 120 cái. Ừ, được rồi đó. Mình tính mình xài cho lưới này nghe cả nhà. Rồi để rác về chậu đi tính. Một cục gì là khiếu không? Cục nào? Cái đó hả? Ừ. 4 cục 100 gram. 4 cục 100 gram. Rồi vô báo này cho em này đi anh. Okay. Lụm luôn đi. Lưới cá sủ 5 cục này 38 kg. Mỗi 1 kg 160.000. Ừ. Rồi, lụm. Lưới này ký 140. 18 kg. Cho tính 20 kg 2.8 à. Ừ. Nhẹ mà. Nhẹ mà, mấy cái chém này nhẹ mà. Dạ, dạ. Trả tiền, trả tiền. Đi về. Trả tiền cái mới về, trả tiền cái mới về không được. Ở đây mấy anh này bán thấy cũng đông lắm. Tại vì mình chưa lấy đồ lên xe rồi. Đâu không? Về một cái nó khói khói cái cửa bốc bốc. Phải không con? Vô lựa cho tính tiền cho đã rồi. Như con. Nhân mặt leo hiền kho à. Tổng của mình tổng luôn là 11.588.000. Lừa lưới cá sủ và vừa lưới cá dược. 11.588.000. Về nhà review cho cô chú anh chị mình xem đường lưới sao. Dạ con gửi cô ơi. Tại con giỡn chơi á. Chứ con chạy từ Sóc Trăng xuống đây con phải mua đồ. Dạ đúng rồi, con gọi mấy bữa trước đó đó. 2 triệu. Con tôm này ông tưởng ở nhà bác, ông mới hỏi ở nhà bác hả? Qua dạ. Cầu. Dạ con không. Ngoại chị vô đâu có qua cầu. Năm rồi con mua đường đắng đây biết con nhớ con không? Nhớ. À. Alo. Phải phải không? Ai nữa tiếng? Tiệm lưới này phải không? Ai đăng lên đó? Vậy là tiệm lưới thì phải giảm giá cho em chứ. Quảng quay mà không tính tiền quảng cáo mà. 500. Đúng không? Sao cười trời. quay mặt này lên chỉnh có mày, ông này có vợ chưa? Ông này quay sáng giờ có vợ chưa? Chưa hả? Coi ai có chỉnh được đưa tôi đi chỉnh luôn. Phải không? Ừ. Để tôi kiếm tôi đưa ông về chỉnh. Dạ. Con ở Sóc Trăng chú. Ở bên cù Lâu Dung á. Dạ.
Trời 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 trời. 420. Cái cồn Lao Dung đó là nó là cái sông hả? Dạ, hai bên sông không, bên giáp Trà Vinh. Nó giống như một cái đảo vậy cô. Nhưng mà nó rộng và lớn lắm. Dạ. Cá tôm nước nó dữ dằn luôn ha. Không, cá tôm bít cô ơi, cái mùa nước mặn nó mới nhiều chứ nước đổ thôi. Nghịch mùa rồi nó cũng chan chát. Qua đi chợ cái 3 triệu, bữa nay đi chợ cái mười mấy triệu. Nhưng mà ôi một đống về, 3 bốn bao luôn. Vô vụ rồi, vô vụ nó vậy đó. Phải đầu tư. Dạ, con cảm ơn. Rồi. Dạ, con cảm ơn cô. Ủa cô lấy ghim cho con chưa? Lấy rồi, để mỗi người gọi anh. Ok, rồi anh cảm ơn. Bao nào cũng được chân á. Trong trong cốp có cọng dây gàng. Đây ba cọng dây gàng ở đây nè, có yếu rồi lấy. Cốp em có 1 cọng à. Ừ. Dứt. Giờ chạy về cùng Lâu Dung cả nhà, về chòi mình quay sơ nét cho cả nhà xem mình mua gì dưới gì nhiều nhiều nha. Tổng này gần gần 12 triệu, 11 triệu mấy. Trăm bốn bao à? Bao nhỏ nhất là nào? Mười bảy kg. Lời chuẩn bị sẵn nha cho mùa nước nổi. Hôm nay có mười tí ra mười bảy. Mười bảy cái. Này nhóc cái chân. Bảy kg kia bỏ trong cái này nó dồn chung vô. Này nước cái sủ à? Cái sủ. Nha lỗ tất tư. Thôi để đại đi nhé. Thấy sáng mai. À, dạo 60 mặt nha cả nhà. Cái này là cái dược. Mình mua cái này 100 mét không tới đâu cả nhà, 90 và. Nhưng mà Danh cũng chia sẻ với cô chú anh chị là mình thử nghiệm nha. Tại dùng mình cá chẽm thì nó cũng không đại trà lắm. Đó, mình mua mình thử nghiệm thôi. Thì có mấy anh em cũng chỉ điểm cho mình rồi, chỉ mình chỗ nào có cá chẽm bự rồi. Nên là mình mới mua cái này, mình về mình thử nghiệm. Chứ không phải là mình không biết cái vùng nào có cá, rồi cá nằm ở đâu, cái mùa vụ nó như thế nào mà mình mua nghe cô chú anh chị ơi. Nói chung anh em ta cũng chỉ nhiệt tình lắm. Và anh em ta cũng kêu mình làm. Nên mình mới mua cái này 100 mét, 90 mét lộn. Về mình thử nghiệm nè, để coi kết quả thì cả nhà mình chờ xem nha. Thì thời gian sắp tới chắc là tập trung vô làm cái này, chắc nhờ ông anh cũng làm. Đó, thì thời gian sắp tới sẽ tập trung vô mấy cái đồ nghề này cả nhà. Rồi. Rồi. Anh em nào gành về cá chẽm tư vấn cho anh em mình với cái khúc lưới này với nha. Định là cho cái phao nó nổi mặt nước, quét luôn nha cả nhà. Nó có 90 mét hà. Mà nó mấy triệu. Thôi gọi đó anh kìa. Cái to á. Tổng hết luôn á. Ừ, tổng hết là 4.724.000. Nó có 90 mét mà nó tính tiền công làm luôn nữa, chắc nó trên 5 triệu nha. Bây giờ 6 triệu đi. 6 triệu đi. Ừ. Còn cái anh này ảnh tới đâu nó chắc cũng tầm 500 ngoài 600 thước. Mà anh có 7 triệu mấy, 8 triệu. Cái lưới này là cái lưới khủng, lần đầu tiên mình thử nghiệm coi ơi, làm xong rồi mình sẽ đi tới những chỗ anh em chỉ mình nha, anh em ta làm nghề ta chỉ, mình sẽ khám phá với cái lưới này. À, anh em mình chuẩn bị mùa nước nổi nó hơi lố quá. Hơi hao tốn ngân lượng. Nhưng mà còn chưa hết phải không? Chưa, còn nữa. Còn cái lưới kia anh mua nhiêu? Còn lưới cá mè là 1.500.000. Mơ giao rồi. Được. Tôi mơ 21 đó, 3 ngày. Cái mốt, đúng rồi mốt. Được nhiêu mét, lưới cá mè chịu gửi được nhiêu mét?
190 mét nè. Cái đó mình chia ra 2 tấm, mà 1 tấm mình xài trước, 1 tấm xài sau chứ không sản được. Ừ. Xài tiết kiệm. Tính ra không gài xài đồ nghề rồi sắm đồ ngoài trời này nọ dữ ạ. Nhưng mà cũng sắp 20 triệu rồi cả nhà. Còn tiền mặn, tiền công đồ này nữa chưa tính nữa. Ừ. Thì mấy anh em Cù Lao Dung Vlog xin dừng video tại đây nha cả nhà. Xin chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha.